Thị trường tôm ở đồng bằng sông Cửu Long ngày 1 tháng 9 năm 2023, thị trường tôm sú, giá tôm sú oxy tại đầm các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định. Hiện giá tôm cỡ 30 con 1 kg ở mức 150 đến 160 000 đồng 1 kg, cỡ 20 con 1 kg ở mức 200 đến 210 000 đồng 1 kg, giá thu mua tôm sú ướp đá tại đầm khu vực Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng ổn định. Trong đó, giá tôm cỡ 30 con 1 kg đạt 130 đến 140 000 đồng 1 kg, cỡ 20 con 1 kg đạt 185 đến 195 000 đồng 1 kg, tôm ao đất, không kiểm tra kháng sinh, cỡ 50 con 1 kg ở mức 98 000 đồng 1 kg, tôm ao đất, không kiểm tra kháng sinh, một số nhà máy như Minh Phú, Bạch Linh, Trang Khanh thu mua tôm sú oxy. Trong đó giá tại Minh Phú cỡ 30 con 1 kg đạt 119.000 đồng 1 kg, hàng công nghiệp, đạt kháng sinh, tại Trang Khanh cỡ 50 con 1 kg ở mức 122.000 đồng 1 kg, hàng quảng canh, đạt kháng sinh. Thị trường tôm thẻ tại Sóc Trăng, giá thu mua tôm thẻ tươi tại các nhà máy sao ta, Khang An, Sapimet cỡ 30 con 1 kg ở mức 136 đến 153.000 đồng 1 kg cỡ 50 con 1 kg ở mức 104 đến 123 000 đồng 1 kg, thẻ tươi, đạt kháng sinh, đối với tôm thẻ ngâm, giá mua tại các nhà máy tại Kim Anh, khánh sủng cỡ 30 con 1 kg ở mức 115 đến 122 000 đồng 1 kg, cỡ 80 con 1 kg ở mức 78 đến 83 000 đồng 1 kg, thẻ ngâm. Đạt kháng sinh, tại Cà Mau, Giá mua tôm thẻ tươi tại các nhà máy cỡ 50 con 1 kg ở mức 109.000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 138 đến 140.000 đồng 1 kg, với hàng năm, giá mua cỡ 30 con 1 kg ở mức 117.000 đồng 1 kg, cỡ 80 con 1 kg ở mức 81.000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh. Giá thu mua tôm thẻ ướp đá tại đầm khu vực Sóc Trăng, Cà Mau Bạc Liêu nhìn chung ổn định trong ngày hôm nay, theo đó, giá tôm thẻ tại đầm cỡ 80 con 1 kg hiện ở mức 90 đến 92.000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg đạt 103 đến 105.000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg đạt 133 đến 135.000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh, giá tôm thẻ oxy tại đầm các tỉnh Bạc Liêu. Trà Vinh Bến Tre ngày hôm nay tiếp tục nhích nhẹ với cỡ 50 con 1 kg, tăng 1.000 đến 2.500 đồng 1 kg. Cụ thể, giá thu mua tại đầm với tôm thẻ oxy hàng không kiểm màu cỡ 50 con 1 kg ở mức 107 đến 110.000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 135 đến 145.000 đồng 1 kg. Giá cỡ 20 con 1 kg ở mức 170 đến 175.000 đồng 1 kg.